Hello! Welcome back to my channel, Lulu Life Vlog. Và bây giờ là mình đang uống sữa đậu xanh với lại ấm tiêu. Rồi, ăn bánh tráng. Bánh tráng với lại rau răm, xoài, chấm với lại muối. Rất là ngon các bạn. Bánh tráng hả? Con cơm này con dẹp vô cái đó rồi, bỏ vô cái bịch cho nó sạch sẽ. Rồi mình chạy xuống mình rửa tay luôn nha. Mình mới ăn bánh tráng được nha. Hiểu không? Ừ, con cái bịch mình to to đó. Rồi mình cho đó lỗ không ngon. Rồi mình xuống mình rửa tay nha. Cái bánh tráng nó dẻo dẻo. Ừ. Sao? Để đó để chỗ cái này. Kiwi, đu đủ chín,
lê là nên ăn, còn là ăn là ăn tốt nè, còn đói là để ăn vô ỏi được nè, ăn được. Nhưng mà ỏi ăn hả? Chuối là không được nè, đói ăn ỏi được. Trong ỏi nó có chất nè. Còn cái này bà con cái đó thì cần ăn uống phải ăn kỹ ghê, kỹ ghê luôn. Cà lưỡi coi lưỡi cái dưỡng da thì ông ơi mấy tiếng vậy. Ông lên vô thay tẩy trang thay mình rửa mặt rồi nó tha nước thì cắt cắt thẳng thành vậy nha chị, qua hồng lớp cho xong rồi bắt đầu xong rồi dưỡng ủa hứng nói vậy thành ra nó da đẹp lắm. Đẹp cũng do cái là nước mà đi đâu cầm mình nước không, mình nước cũng mấy lắm nhớ ra hả? Ừ nó ngại rồi nó ướt gần gần quá mình tử mặn tử đồ ngọt tử mặn tử mặn tử dầu là con liếm nó nhiều nhỏ lắm nó bị bệnh da mảy nấm mà nó nổi bị bệ luôn, nó từ 13 tuổi là nó bị mà đi ra liệu không có bác sĩ là năm 38 tuổi nó là cái tim này không gì mà nó mặc cảm nó nghỉ luôn mà nó ngứa mà nó nổi mẩn nổi chết luôn. Xong rồi quyết định không ăn thịt, tất cả là thịt không, chỉ ăn rau củ ăn á, ăn cá mà không ăn thịt luôn mà tái nó ăn mấy cái gì thôi, nhưng mà mua đúng là nhiều cái hạt trộn hạt ăn nè, rồi ăn rau không ăn đường thật hoàn toàn luôn, ăn đường không, không trái cây hả? Ừ trái cây á, nó năm món đầu nó ăn nó nản ăn ngán gì cũng nổi không biết nó quen, nhưng mà tại vì nó đặt mẹ nó rồi ăn gì cũng hết, nó ăn xong rồi từng lễ ăn từng lễ ra nó vẫn chưa ấy, đậu qua từng lễ cái da nó thấy sẹp sẹp mà nó thấy hiệu quả nha, nó ăn liên tục 3 tháng da sạch nhất luôn, không còn gì hết luôn, quyết định ăn luôn. 30 không thịt cá mà ăn phải ăn lành mạnh nha, chứ không phải không ăn mình cá mà ăn vậy bả ăn ngon, ăn ngon nữa mà thấy hoàng ăn ngon gì ăn cái gì xà lách ở này kia ừ làm cũng là ngon lắm ừ rau thì đã lắm ừ cắt thuốc 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 đúng rồi thời đó là hay bỏ bơ hạt này hạt kia vô bơ với gần nó trộn nó chỉ bỏ miếng muối với miếng tiêu thôi à. Ừ. Không có bỏ vậy mình đi miếng đủ hướng dẫn đâu không mà trộn lên. Còn tôi coi clip anh Trung Quốc cái gì cái nhỏ mà in mấy vận động viên mà như là bên sắc đẹp đó ăn uống đó ha, là phần lớn là rau củ thịt là chỉ ăn ướt gà thôi, rồi ha nó ăn không phải ăn lần no đâu, nó ăn nhiều lần mà mỗi lần nó làm cái hũ này. À buổi sáng ha, bạn chiên cơm là nó cái trứng lòng trắng nè, bỏ vô chảo. Không có chế dầu nha, chỉ đổ trứng trộn bắt đầu cái rau củ sắc nhỏ, bỏ vô trộn qua làm lại. Xịt miếng xì dầu là nước tương, mà rồi nó bên đó là xì dầu riêng chứ không phải nước tương. Xịt vô miếng. Xong bắt đầu cái bỏ cơm lẩu lứt, muối. Trộn nhiều rau củ ở đây ổng ăn miếng gì mà vậy đó, đủ chắc. Ừ, rồi xong rồi nó đi làm thôi, là bốt cái bình bốt cái hũ uống cái hũ mới được khỏi bè á, không phải thịt ức gà ấy con nhớ mà. Nói chung đủ cái rau củ cái cây nè, bơ rồi táo nó cắt nhỏ hút hút ha, bắt đầu nó làm nó sót nó miếng chanh vậy, nó miếng chanh cái nó chế một miếng lên soda vậy đa vô, xong nặng chanh ít miếng nước đường hơn miếng thôi, nào cái xịt miếng chì dầu vô đó làm cái sót nó chế trong cái bình đó, chế trong bình đó xong cái bỏ đồ vô cái đặt thấy ăn nặng ăn lắc thế này vậy. Rồi
mà chợ mua mấy ra rồi hạt cái gì nấu ăn đó. Rồi đen rồi đỏ rồi xanh nổi không lắm thì mua hưởng cái miếng miếng đó thôi. Ba ăn cái hạt của người ta bây không không nổi, ba ăn nó nổi phải nhà người ta ăn cái hạt của người ta là hạt của nước ngoài, cái hạt nó dinh dưỡng nhiều đâu phải hạt, hạt giống mẹ đâu, mẹ hở cái đó mẹ không mua cái đó. Người ta ăn không phải đậu như đậu mình, đậu người ta là đậu của nước ngoài, đậu cái chất dinh dưỡng nhiều, không phải là thuốc không, nhưng mà cái đó nó có giống chứ đâu phải là mẹ nói hạt cái mẹ lại đi mua đậu xanh đậu đỏ rồi cứ như đó. Bây giờ cái hạt phần sao ăn kia nữa hạt nhiều wasabi vậy tí rồi từ từ nó bo bo mình nhưng mà nó còn nhỏ ăn nó nhiều cũng tốt, ăn những con nhiều chất xơ mấy cây gì đó lúa mạch đó con nách con kẹp bánh tén luôn sao yếm ăn con nó xíu là muốn kẹp ho lại ho ho thì sao quên rồi phải đậy lại chứ. Mà nó nấu canh nha, hạ tâm nó nấu canh nha, nấu cái nước lên đúng không? Rồi xong, nó bỏ hủ trắng vô, nó bỏ bông cải vô, nước sôi ngoài bỏ bông cải vô trong vòng 5 phút nó tắt, nó vừa tắt một cái là nó bỏ hành ngọt, rướn một miếng dầu liền. Tắt lửa nhắc xuống mới rướn miếng dầu đi rồi nó nói bông cải nó nếu mà nấu nhiều nó sẽ mất dưỡng chất chừng 5 phút là được. Nước phải sôi ùng ục thả bông cải vô là canh 5 phút nha là tắt, bỏ hành hành ngò bỏ tiêu rồi nướng một ngon ngay nha. Biết ra nó ăn như vậy một mình nó nấu ăn được canh cái dừa mình ăn nấu xong của mình ăn hết là ăn không có hâm qua hâm lại, hâm qua hâm lại là cũng mất chất. Hình như mình đang đông rồi nó là con cái chưa có ăn dễ còn có gia đình khó ăn lắm rồi đâu phải gì đơn giản như nó ăn vậy mới mất con, nó có con ăn vậy đâu có được. Mà nó bính nào có miệng nhỏ quá biết ai nó thấy mình không. Đi ăn sao thấy được không? Thấy ngon không? Hai ngày mà uống được một lít mấy chứ hồi đó uống được chứ nay uống được. Nước gì? Chanh, chanh đó nha, phải nước là bỏ vài lát chanh, cam. Như tối ha, qua tối là bỏ phát một cái cam luôn. Nó bỏ vô bột của mình, chế nước lại cái lạnh. Sáng liền, hết đi. Có lỡ tắt cái điện thoại gì mốt kia coi. Coi chừng nó ngã nha không? Cẩn thận. Cứ chạy bắt miếng xoài lên. Bi dây ra con. Vậy là nó đổ á. Bỏ miếng mật ong. Ứng hơi nhẹ thôi. Rồi tắt cái nút màu đỏ. Bye bye.